Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sầu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau âm sầu, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay sang ta sao nhảy quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô, bước tới bước lui, bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn, nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau, tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bi cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Đừng dành người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đầu. Trở về chính căn phòng khách sạn mới thấy nó thoải mái vô cùng. Bây giờ ta mới trở lại với chính ta, khoan thai và nhẹ nhàng. Ủa, vậy là từ sáng giờ mình không phải là chính mình hả ta? Ê, không được, dùng câu văn gì nó không có nên. Mất công nó thấy mình giống như cái người mà muôn mặt vậy đó, mỗi ngày mỗi giờ một mặt. Khoan khoái quá, bây giờ mình làm gì ta? À đúng rồi, mình phải luyện thiền, tập ngồi thiền cho lòng nó thanh tịnh, buông xả bớt những buồn giận, những stress, những sân si ở cuộc đời. Trong lòng mình sẽ bớt bon chen, thanh tịnh và thánh thiện trở lại. Cái gì vậy? Đứa nào vậy? Em nằm xuống đi, để anh trắc nghiệm trước em đau chỗ nào, anh trị chỗ đó. Đau không? Đau không? Không. Anh giết tôi đi, anh giết tôi đi. Anh xác định đi là chỗ đau của em. Đó là vết thù trên lưng ngựa của em. Anh chỉ liệu cho em, giữa chỗ đau này chỉ cần thả 10 con đuông dừa này ra thôi, cho nó bò lên người em, hút máu em. Hả? Không. Nó trị liệu cho em, em cứ hưởng thụ. Đuông dừa rồi anh thả nha, anh thả đuông à, anh thả đuông nha, rồi anh thả nha. Bình tĩnh, để cái thoải mái. Thoải mái chưa? Trời ơi, đang ngồi thiền thanh tịnh vậy đó mà ai ồn ào vậy? Bực bội quá đi rồi nha. Cái gì vậy chị Lâm? Chị đang ngồi thiền em à. Chị ngồi thiền gì chị Lâm, sầm vậy hả? Trời ơi, đang ngồi thiền lòng rất là thanh tịnh, mà tự nhiên ở ngoài có một cái tiếng động ồn ào làm cho chị giật bắn hết cả người luôn đó. Trời, để chị ngồi thiền lại nha, để xả bỏ những stress sân si ở cuộc đời, nhẹ nhàng khoan thai. Hay quá, hay quá. Vậy là đuông dừa đã có hiệu lực rồi. Em ơi, hãy cắn răng mà chịu đựng đi. Nếu không cắn răng, cắn gối cũng được. Cắn gối nhưng đừng cắn lưỡi nha, chết chết đó. Anh chị liệu cho đây, anh thả đuông dừa đây. Anh thả. Cái gì nữa vậy? Ngồi thiền mà không ăn với mấy người à? Khách sạn cho bộ cái chợ chứ mà ồn dữ vậy trời. Ngồi thiền mày có vậy hoài vậy trời. Trời ơi, chị thì cái lòng chị muốn thanh tịnh lắm mà thanh tịnh không được luôn á. Khách sạn gì mà kỳ cục, chị lâu lâu có nghe một cái tiếng động ồn ào làm giật bắn hết cả người luôn à. Thôi kệ đi, kệ người ta. Thôi mặc kệ người ta đi ha. Mình ngồi thiền lại đi. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Trời ơi, tôi phải sân si trở lại luôn. Tôi không thể nào thanh tịnh được nữa. Chị mới ồn á. Không thích người ta đi xuống dưới nói lễ tân gì kìa. Để đó, chị đi xuống chị cầm len ở dưới. Khách sạn gì mà ồn ào như là cái chợ vậy. Anh đang làm gì đó? Trời, Tâm ơi, phải. Hả? Tôi dậy. Đây là lần đầu tiên nên tôi nhắc nhở. Lần sau mà đêm hôm còn làm ồn, tôi mời ra khỏi khách sạn. Cưng thông cảm, tại em nó bị chấn thương sọ não. Gì? Quên, chấn thương vùng lưng, cho nên tôi đang trị liệu. Cưng cầm lấy,
đây là chút lòng thành của anh. Cảm ơn anh. Không có gì. Cảm ơn. Nè, bo cho hai bà nè. Đi đi, đi 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 đi. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Thì đi về phòng. Vô, vô ngồi đúng vị trí để cho tôi hỏi chuyện cái coi. Chuyện gì mà hỏi? Nè, cho tôi hỏi hai người. Đất Sài Gòn rộng lớn, biết bao nhiêu khách sạn, bao nhiêu chỗ ở. Tại sao không thuê? Tại sao lại ở ngay sát phòng của tụi tôi như vậy là sao? Vậy hỏi làm gì nữa? Rõ ràng là hai người cố tình thuê phòng kế phòng chị em tôi. Định do thám cái gì hả? Do thám gì mà do thám? Lúc trước tôi ở tầng trệt, sau này mới dọn lên đây thôi. Ồ, lúc trước là ở tầng trệt. Ừ. Sau này thấy chị em tôi ở đây mới giờ lên đây thôi phải không? Là bữa giờ là ở sẵn đây lâu lắm rồi đó. Theo dõi chị em mình lâu lắm rồi đó. Hàng chị làm cái gì cũng biết hết trơn á. Trời ơi, không ngờ Tommy đây sao? Trời ơi, cái mặt bình thường đã gian, bây giờ còn gian hơn nữa. Trời ơi, hôm nay mà tôi nhìn cái cận mặt của bà Tommy kìa. Trời ơi, đã xấu mà còn gian ác. Ê bà đó, mấy bà nào hả? Bà nào? Tôi nói bà đó, cái bà là cái bà đàn tì bà đó. Bà im miệng đi, ai em đừng đừng, bà cấm miệng bà đi bà nữa. Trời ơi, nói gì rồi nè. Ô Mào, có muốn bị mời ra khỏi khách sạn không? Mệt hai người này ghê á. Thiệt chất á là vô tình ở chung khách sạn thôi. Hồi trước á là tụi tôi ở dưới tầng trệt. Trệt, ở dưới tầng trệt. Xong cái phòng có chuột nên giờ lên đây ở thôi. Nghe hợp lý quá ha. Phi lý chứ hợp cái gì. Vô tình mà phòng ở cạnh phòng. Khách sạn khử trùng thường xuyên sang trọng vậy mà cũng có chuột hả anh Phát? Không phải có chuột mà là có. Có đó. Có đó. Có gì? Có hai con ma. Hai con ma lúc nào cũng lởn quẩn trước mặt tụi tôi. Hễ tụi tôi đi đâu là nó bám sát theo nó rình rập đó. Nó ám ảnh tụi tôi. Hai con ma đó dễ sợ lắm. Ghê rợn lắm. Cho nên tụi tôi đã chuẩn bị đồ để cắn hai con ma đó nè. Khanh nè, cái tiệm của mình bên Sài Gòn đó, bây giờ thay ghế spa đi. Thợ nào mà coi như yếu kém tay nghề cho nghỉ hết. Làm sao mà kéo được khách ở tiệm pin nó qua, nghe không con? Khanh, Khanh, hả? Bây giờ mà nói con có nghe gì không vậy? Nhưng mà nói gì? Mày đang nói chuyện với ai đó? Con nói chuyện với bà Tommy. Tắt phone đi. Ok, bye bà nha. Rồi, bà Tommy bà nói gì vậy? Bà Tommy á, bà nói bả lại bà Phát á. Cái gì? Là... con trai tao nó đẹp trai lồng lộng mà bà Phát là sao vậy? Ờ, bả với lại thằng Phát á. Cái gì? Dây anh con mà con. Ờ, con lộn, bả với anh Phát á. Sao? Là mới mua sang á, ở đối diện á, bên cạnh phòng của con Happy á, để mà theo dõi hành tung của họ đó mợ. Cái đó được á. Rồi sao nữa? Mà bà Tommy bả giỏi lắm mợ. Bả mới làm một cái bát quái đó, bự bằng cái thau á, để chiếu thẳng trong tiệm của Pinel á, để chấn yểm may mắn kìa nè, chết rồi. Thằng quỷ sứ, bát quái mày làm to như vậy là bên kia nó làm to như cái bông nó trắng mình sao? Thôi được rồi, bây giờ ráng nha, phục vụ tốt xong rồi có bắt quái thì chắc chắn cái mày cái tiệm pin coi như là sập tiệm đó. Cái kiểu á mà triệt đồng loại kiểu này á, trời ơi, thiệt là thâm thúy. Nói thiệt nghe, cái này mà thế giới người ta biết được á là không chừng á người ta ca ngợi dữ lắm luôn á. Cuộc đời này á làm ăn á thì phải cạnh tranh lành mạnh chứ sao, chứ đừng có chơi cái kiểu mà trời ơi triệt đồng bọn bằng cách đó, hả, xài chiêu bắt quái hay là ểm bùa. Nè, trong giới neo người ta biết được đó ha. Trời ơi, người ta coi thường dữ lắm. Bắt quái hồi nào, bùa hồi nào, đúng không? Con biết bây giờ nè, đi về cái tiệm neo ở Sài Gòn á, lo đây nha, nó sắp sập tiệm tới nơi đó. Oh my god, nó sắp sập rồi hả? Nó sắp sập là bởi vì bởi vì cái kiến bắt quái nó bự bằng cái thao giặt đồ, hay là nó sập là bởi vì hai cái con chuột túi đó nghe lén hèn hả? Con tính gì nè mợ? Come on, nhắc. Tommy, nghe mợ nói nè, từ đây về sau tất cả những kế hoạch chỉ có một mình mợ, con, Phát và thằng Khanh biết thôi nha. Ở đây tay bắt mạch rừng thì giữ bí mật cho mợ nghe chưa? Rồi, ok, bye. Alo, anh hai con, nghe mày nói nè.
thay đổi chiến thuật nha con. Bắt đầu kể từ giờ phút này, con phải áp sát theo dõi thằng Phát và thằng Tommy nha. Tìm mọi cơ hội, con điều tra ở trong hẻm, trong hốc, trong ngóc, trong ngạch của cái tiệm của nó đó. Con thấy bất cứ một cái loại kiến gì á, con hiểu không? Là con đập tan nát cho mẹ. Bát quái, đúng, bát quái, nhưng nó sẽ không có treo bằng cái thao nữa, mà nó sẽ nhỏ xíu thôi, con có hiểu chưa? Đập tan nát hết cho mẹ. Ôi, con biết rồi, mami cứ nói hoài à. Con khai trương tiệm nó đủ mệt lắm rồi, giờ nghe mami nói nữa mệt, nó càm ràm miết à. Mẹ ơi nha, con tắt máy đi ngủ á. Bye bye mami. Ủa cưng, cô Một nói gì vậy? Mẹ cứ suốt ngày cằn nhằn càm ràm miết chứ gì. Nghe nhức đầu con chết rồi. Thì đúng rồi, em phải thông cảm. Mẹ giờ lớn tuổi rồi, thương em nên nhiều lúc cằn nhằn vậy thôi. Mẹ biết không, tuổi trẻ mình ít nói nhiều chứ mấy người lớn tuổi người ta nói dữ lắm. Rồi chị ở với cô Một chị biết, rủ cái gì mà cô nói tối ngày sáng đêm mà cô nói nhức đầu mà chị chịu nổi luôn á. Mà càm ràm lãi nhãi hoài mơ. Chị biết lãi nhãi. Bây giờ mẹ bắt em đi theo dõi bên kia kìa. Hả? Đi theo dõi hả? Ừ. Không, mà chị thấy cô Một nói đúng rồi nha. Mình phải làm gì? Mình phải theo dõi người ta chứ. Mình là đối phương mà, người ta là địch mà. Nên mình phải để ý, mình theo dõi người ta. Chứ để người ta làm gì làm sao mình biết được. Bây giờ làm sao để theo dõi hai người kia kìa? Thì đi mua máy nghe lén chứ sao bà. Đặt cho phòng người ta rồi mình nghe người ta có chuyện gì mình biết chứ sao. Ừ, chốt. Vậy bây giờ chị mua máy nghe lén, chị gắn máy nghe lén luôn. Vậy nha, em đi về. Cái gì kỳ vậy? Chị mua ở đâu? Chị sao chị biết được? Lên mạng hỏi đi. Thì tình cái con nhỏ happy này. Cái việc gì nó cũng giao cho tôi hết trơn à. Tôi là Lâm Tâm Phai đó mà giờ thành giống như là người đàn bà Nguyễn Thị Ôm Đồm vậy đó. Việc gì cũng lo hết à. Ủa? Mà mua cái máy nghe lén ở đâu ta? Cho bao người ngày càng sinh theo ước mơ một ngày ai ai cũng thính nào. Nếu vì dân người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Nếu vì dân người nào cùng nhau để giúp nhau vào đau sầu. Nếu vì dân cùng nhau. Nếu vì dân người nào. Nếu vì dân cùng nhau cùng sẽ sống giàu. Vì dân người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Nếu vì dân.